Hello cả nhà, nối tiếp chuyến hành trình vượt xuyên Việt mùa hè năm 2024 của gia đình Nga. Thì đây là đoạn đường đi từ cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết và đến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo, cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Đoạn đường này đi qua khá là nhiều núi đá và cảnh vật xung quanh rất là đẹp luôn. Đường cao tốc này thì mới, rất là rộng rãi, sạch đẹp nè, có rào chắn rất là kỹ lưỡng nè, kiên cố. Đó, cảnh vật hai bên rất là đẹp luôn cả nhà. Khi mà đi đến gần đoạn Phan Thiết á, thì mình sẽ thấy có hai bên đường có trồng rất là nhiều thanh long, rất là đẹp mắt luôn. Nga cũng rất là thích trái thanh long luôn đó cả nhà. Có nhiều khu vực thì đang ra trái, hoa trắng. Có khu vực thì cây thanh long bị thiếu nước khô hạn nên là khô trái không có tươi tốt đó cả nhà, do bị thiếu nước mùa nắng hạn đó cả nhà. Đó, đoạn đường cao tốc này cũng chưa được hoàn thành, cũng vẫn còn đang làm hai bên đường nè cả nhà. Đó, hai bên đường trồng rất là nhiều cây ăn trái nha. Có đoạn thì trồng xoài, có đoạn thì trồng sầu riêng, có đoạn thì trồng thanh long. Đó, có đoạn thì đi qua khu điện gió rất là đẹp luôn cả nhà. Và một lưu ý đối với tất cả mọi người á, khi mà đi cao tốc á, thì mọi người nên đi đúng tốc độ nè, đi không có đi mà quá nhanh, vượt quá tốc độ nha cả nhà. Khi mà qua những cái ngã rẽ nè, lối vào hay là đến trạm thu phí nè, mình nên giảm tốc độ trước khi mà thấy cái biển giảm tốc độ cả nhà. Đó, nhìn từ xa mình đã giảm từ từ rồi để mình không có bị giảm đột ngột đó cả nhà. Chồng Nga thì khi đi thì Nga cũng đã dự báo trước những cái đoạn đó rồi, Nga cũng dặn chồng Nga chạy chậm rồi, và chồng Nga thì cũng biết chồng Nga đi rất là chậm rãi, từ từ, đúng tốc độ đàng hoàng. Ví dụ như là tốc độ cho phép là 100 đi thì mình sẽ đi chừng khoảng 80-90 thôi nha cả nhà. Đó, chồng Nga đi như vậy đó. Ví dụ tốc độ tối đa là 60 thì chồng Nga sẽ đi khoảng chừng 50 thôi đó, không có đi mà xé tốc độ cho phép luôn nha. Chồng Nga đi đúng tốc độ quy định, dưới khoảng không có đi mà quá nhanh. Đó, đi mình cứ đi từ từ chậm rãi, mình đi khoan thai thôi, ai muốn vượt thì vượt thôi. Khi nào mà gặp những cái xe mà xe lớn, xe bồn, xe gì đó nó chở nặng quá, chạy chậm rồi đó, trên đường cao tốc hay là đường đèo thì mình mới vượt lên thôi. Chứ còn không là mình cứ đi chậm rãi từ từ. Đây có nhiều đoạn thì có cánh đồng ruộng xanh ngát rất là đẹp luôn ha cả nhà. Và khu này rất là nhiều núi đá luôn, cho nên là mình cũng có qua nhiều đoạn đường hầm á cả nhà. Đó, lần đầu tiên mình đi đường hầm luôn. Đợt trước mình chỉ đi cao tốc Long Thành Dầu Dây đồ ra Phan Thiết thôi, mình chưa có ra tới một cái đoạn đường hầm. Nay mình đi ra tới đoạn cao tốc ở Nha Trang luôn, cho nên là đi qua khá là nhiều cái đường hầm rất là độc đáo luôn. Mình lần đầu tiên gia đình của mình đi luôn, cả nhà thích lắm. Và đặc biệt là khi đi mà qua cái đường hầm á, thì mình phải bật đèn nha cả nhà, bật đèn xe ô tô đó. Nga luôn nhắc chừng chồng Nga như vậy, bởi vì chồng Nga là bật đèn ô tô là tự động cả nhà, khi tối sẽ bật lên, nhưng mà Nga dặn là anh phải trong tư thế mà luôn bật đó, nhỡ đâu mà xe nó không có cảm biến, nó thấy sáng nó không bật hay gì sao, đúng không? Cho nên là mình cứ vào đường hầm là mình cứ bật đi đó, là mình cứ vào đường hầm là mình cứ bật chắc chắn cái đèn lên cho chắc chắn nha cả nhà. Chứ vào đường hầm mà mình không có bật đèn là sẽ bị phạt đó nha cả nhà. Chồng Nga thì chạy đúng tốc độ cho phép nha cả nhà, không quá nhanh mà cũng không quá chậm trên đường cao tốc nha cả nhà. Cho nên là trong suốt chuyến đi đi về khoảng
hơn 2.000 km thì mình rất là may mắn luôn, là chuyến đi thuận tiện về mặt thời tiết nè, tốt đẹp nè, trời nắng gắt nè, rồi không có bị mất tiền phí đánh rơi bánh mì gì dọc đường hết nha cả nhà. Đó, Nga cũng sợ lắm, về nhà Nga chắc mà phải nguội xe cả nhà. Nga lên mạng Nga tìm thì ra kết quả là xe của Nga không có cái vấn đề cạch nguội nào cả, cho nên là mình rất là mừng luôn cả nhà, rất là mừng luôn, là chuyến đi của mình rất là dài. Trước khi đi thì Nga cũng khá là lo lắng cho chuyến đi lần đầu tiên mà xa như vậy, hành trình xa như vậy luôn cả nhà. Chồng Nga cũng đây là chuyến đi mà anh đi xa nhất luôn đó. Trên suốt chuyến đi á, thì mình cũng bắt gặp khá là nhiều cái trường hợp tai nạn giao thông ở trên đường á cả nhà. Có một khúc chưa đầy 1 km mà có 3 vụ tai nạn xe lớn xảy ra đó cả nhà. Cho nên là cái chuyến đi của mình an toàn tuyệt đối á, mình cũng rất là biết ơn trời Phật đó phù hộ cho mình trong suốt cái chuyến đi được bình an luôn đó cả nhà. Đây là cái chuyến đi dài nhất từ trước tới giờ của gia đình mình, là chuyến đi xa nhất đến Huế luôn đó cả nhà. Trước giờ thì mình chỉ đi gần gần thôi, mà cả nhà biết sao không, mình thì nghĩ vợ chồng mình cũng nghe thấy cũng đã già lớn tuổi rồi đó, cho nên là mình sẽ đi khám phá các vùng ở Việt Nam để tìm hiểu thêm, biết thêm về những cái cảnh đẹp của đất nước Việt Nam mình nè. Mẹ Nga thì cũng lớn tuổi rồi, rồi mấy bé của Nga thì cũng nghỉ hè rồi, sắp được, cũng sắp vô học rồi đó, giờ rảnh rang nghỉ hè rồi, chồng Nga cũng được nghỉ phép năm á cả nhà, cho nên là sẵn mình thực hiện chuyến đi dài ngày ra đến Huế để tham quan luôn đó cả nhà. Và trước khi đi á, thì Nga cũng khá là lo lắng luôn, tại vì chồng Nga thì cũng biết chạy xe nhưng mà chạy cũng ít đó cả nhà, lấy bằng nay cũng khoảng cả chục năm rồi, mà thường thì đa số đi làm thôi, ít chạy đi đâu lắm. Còn Nga thì Nga cũng có bằng rồi nhưng mà Nga không có dám chạy cả nhà, nói ra thì xấu hổ, Nga có bằng rồi mà Nga không có thời gian để tập, mà Nga thấy thôi đường xá giờ thấy rắc rối quá à. Chạy giờ Nga coi clip trên mạng, Nga thấy nhiều tình huống giao thông xảy ra, Nga sợ lắm, cho nên là Nga thôi để Nga ngồi ghế phụ, Nga phụ chồng Nga là quan sát nè, phụ chồng Nga coi đường nè, có quan sát đường phụ nữa. Nó Nga cũng là một cái tài phụ mà Nga không lái nha, Nga chỉ ngồi kế bên và phụ chồng Nga coi map chỉ đường, rồi coi đường thêm, nhắc nhở chồng Nga thêm thôi. Trên suốt chuyến đi thì Nga không có ngủ nha cả nhà, từ trước tới giờ Nga đều xem đường, dòm đường phụ chồng Nga, và trải qua rất là nhiều ngày, đi 8 ngày rồi, đến ngày thứ 8 chạy qua rất là nhiều cung đường đèo quanh co khó khăn vất vả rồi. Bây giờ ngày thứ 8 đi về gần tới nhà rồi, mà trên cao tốc đó, cao tốc Long Thành Dầu Dây á, Nga mới chợp mắt một xíu Nga mới an tâm, thiệt là an tâm để mà gửi gắm cho ổng. Nga chợp mắt một xíu bởi vì buồn ngủ quá, cũng tội ổng lắm cả nhà, ổng chạy xe suốt từ đâu Phú Yên về đó, Phú Yên về Khánh Hòa, rồi Khánh Hòa chạy về Đồng Nai, rồi Đồng Nai chạy tiếp về nhà Bình Dương luôn đó cả nhà. Đó, mình chỉ ngừng để mà tham quan hay là ăn uống thôi, chứ ông Nga không có ngừng để mà nghỉ ngủ, nghỉ trưa gì hết. Cho nên ông cũng khá là buồn ngủ luôn, Nga cũng chăm cho ông ăn xin gum liên tục. Không rồi Nga có ngủ một xíu, tại vì Nga thấy cái đoạn đường cao tốc này nó không cần chỉ dẫn Google Maps nữa. Đó, cho nên chứ chạy thẳng thôi.
xa thấy còn đoạn đường cao tốc khoảng mấy chục km nữa đó, nên mình yên tâm mình chụp mắt một xíu đó. Cái đoạn này là đang đi qua Phan Thiết và qua rất là nhiều vườn thanh long, rất là đẹp luôn đó cả nhà. Đó, bên đó là thanh long đó, thanh long quá chừng luôn, nhưng mà chưa tới mùa nó chín nha cả nhà, nó chín đỏ nhìn sẽ đẹp và mê hơn đó. Bây giờ là nó chỉ mới đang ra trái thôi, mình chỉ thấy là cái hoa nó trắng trắng vàng vàng thôi cả nhà. Nha cũng rất là mê cái vườn thanh long nha, trái chín đỏ rực luôn là nghe mê lắm. Trên đoạn đường đi thì mình bắt gặp rất là nhiều con bò luôn, ở người ta nuôi ven đường á cả nhà. Các bé của Nga nhìn mê lắm, lúc nào mà thấy con bò Nga cũng đều chỉ cho các con Nga xem và chúng nó đều rất là mê. Còn cái lúc nào mà Nga không thấy thì tụi nó thấy tụi nó cũng ý ới kêu Nga, chỉ con bò kìa, con bò kìa. Đó, đi qua cái khu nhiều khu đồng ruộng xanh mướt như vậy nhìn rất là đẹp luôn ha cả nhà. Đồng ruộng xanh tươi, bầu trời trong xanh, bên kia là núi, đó, xa xa là núi non hùng vĩ luôn. Đây là ngã rẽ nè cả nhà. Đó, đây có các anh áo vàng nha cả nhà, anh đang xử lý cái xe phía trước đó. Nga nghĩ là đã bắn tốc độ từ xa đó. Cả nhà, trên cao tốc thì có nhiều đoạn sẽ gắn camera ở trên đó, rồi sẽ ghi lại hình ảnh của mình về cái tốc độ đó, và tới cái khúc kế tiếp thì các anh cảnh sát giao thông sẽ xử lý, kêu vào và xử lý. Cho nên là mọi người đi nhớ đi đúng tốc độ cho phép nha. Đây, phía trước hình như là một cái đoạn đường hầm nè cả nhà. Phía trước là đoạn đường hầm núi Vung. Đây là cái đường hầm đầu tiên gia đình mình đi qua đường hầm nha. Rất là bỡ ngỡ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và rất là phấn khích khi mà được đi qua đường hầm nha cả nhà.
Và đây là cái đường hầm, phía trước là đường hầm núi Vung nha cả nhà. Rồi mời cả nhà mình cùng đi qua đường hầm cùng gia đình nha nha. Hầm núi Vung thì nằm giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, trong cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo nha cả nhà.
phía trước là cánh đồng điện gió Ninh Thuận đó cả nhà, đẹp lắm luôn đó cả nhà. Đây, đoạn đường này là nằm giữa một cái tảng núi đá lớn luôn nha cả nhà, ở đi giữa hai bên là đá nè, nhìn rất là hoành tráng luôn ha cả nhà. Rồi, video của Nga đến đây cũng đã dài rồi. Chúc cả nhà mình một ngày mới vui, tốt đẹp, an lành, hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo chuyến hành trình của Nga nha. Nhớ bấm like, share và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho Nga nhé. Bye bye cả nhà.